Thấy không? Trời trời. Trời trời. Hôm nay ba mình sửa xe nữa mày. Không biết là sửa hồi đồ hay không nha, hay là đem ra tiệm sửa luôn. Bây giờ mình sẽ đi vô đó, mình hỏi ba mình làm gì, cái mình nghĩ ra được cái màn tròn này để mà cho anh ba mình nha. Bạn cùng đó xem với Hải Kha nha. Làm gì vậy trời? Rồi xe đi gì vậy? Ôi gì này, chắc là bị hư rồi. Nó hở cái nào không? Rồi rồi, biết sửa không đó, sửa hồi cái đem ra tiệm sửa lại luôn đi nha. Xui. Rồi. Cái xui dữ hơn. Xe người ta đang chạy được đó, hồi sửa hồi cái đem ra tiệm luôn nè. Nó có xì gì đâu mà. Sửa bộ đúng không? Xịt khói tùm lum hết nè. Rồi rồi rồi, không biết rồi. Ba vô nhà đi để sửa cho. Sửa tiếng nó đi đâu không? Sửa nó chạy đi chở cỏ đi về chứ đâu. Rồi rồi, để. Con làm cho. Được đúng không thầy? Bên ngoài đi. Bao vô nhà đi, vô nhà đi. Nhà tôi hết bao, dồn vô cái bao nha. Đây. Hết bao rồi đó, đi ba cái sửa cái bồ đúng không? À. Trời ơi, đơn giản dễ ẹt chứ có gì đâu. Chưa, bao vô nhà đây rồi để con sửa cho. Để con tháo con sửa cho. Yên tâm. Bấm xúc cái này ra đất không này nè. Rồi rồi rồi, để nó đi tiến làm cho. Ok, rồi, rồi vô nhà được, đi. Ừ, được cũng đó. Được. Đúng là con trai của ta. Hello mọi người nha, thì mình là Hải Kha nè bạn ơi. Thì hôm nay á, mình thấy ba mình sửa xe nè. Cái mình vừa nghĩ được một cái ý tưởng để mà cho anh ba mình đó nha. Đó, bạn xem video nhớ kéo xuống dưới cho Hải Kha xin một like, lượt đăng ký kênh nha. Giúp Hải Kha được 10.000 người đăng ký nha. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái màn cho này nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tháo cái bô này ra trước để mà mình thực hiện cái màn cho này nha. Rồi bạn đợi mình xíu nha, mình tháo xong cái bô mình làm tiếp cho bạn xem nha. Ok. Đó. Bây giờ á, mình tháo cái bô của ba mình ra luôn rồi bạn. Bây giờ mình sẽ thay cái bô mới vô nha. Đó, bạn chờ mình xíu nha. Ok bạn ơi, thì đây nè, đó, mình đã có chuẩn bị cái bô xe nè. Đó, mình đục sẵn lỗ nữa bạn, thấy không? Cái bô này bô mới nha, chứ không phải bô mà xài rồi nha bạn. Đó, bây giờ hôm nay mình sẽ thay cái bô vô ba mình nha. Xem một tí nước ba với mẹ mình phản ứng như thế nào nha bạn. Bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho 2K nha. Đó, bây giờ mình sẽ gắn cái bô này vô trong đây nha. Hôm nay cho mẹ hư như ba tới cái chuyện luôn. Rồi luôn. Mình vừa gắn cái bô vô nè các bạn, nhìn nè vãi chứ. Cái này á bạn biết không, cái này á là cái bô của mấy đứa con nít mà nó ị á bạn đó. Mình ra chợ mua cái mới vậy mình gắn rồi nha. Bây giờ mình nổ máy lên nha các bạn. Đây 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 đó bạn, nhìn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ dọn cái này đi. A few moments later. Từ sáng giờ kia nó sửa xe mà. Cái gì nó lẹ lên, còn lề mề lề mề. Đi hả? Lẹ đi. Ba đâu rồi, bà đã tiến hành đây. Chú biết chạy cho đi mẹ rồi, chú đâu có đợi chờ. Leo lên luôn được không? Tài xế lấy, xe tài xế lái lụa luôn rồi, thấy không? Được chưa? Không ngon tao bắt đầu á. Không ngon tao bắt đầu á. Anh vô ấp. Xe có người chở đi mừng ở đường một. Có lẽ đi có nhiều quá. Nó làm gì? 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 Nó làm g
đâu có bôn để lòi ra hay hả? Mẹ nó kêu nó sửa cái bô kêu nó ngắn cái lấy cái bô để nó ngắn. Em mượn kêu nó ngắn hả? Thôi đi chào luôn. Bô thì chạy đó coi, sao mà nó ngắn hay vậy? Cái bô này ra chợ cho công an nó phạt thấy mẹ luôn. Cái thằng tôi này bà. Mình đang sửa rồi, nó kêu thôi để con sửa cho ba vô ba làm chuyện khác đi. Đã nói là cái thằng quậy nhầm phải canh. Canh thì con nói thôi để con sửa thì... Canh mà dày đây, có bô gì đi. Bà mẹ với thằng đó. Không, đúng rồi, nó làm đúng rồi, nó thay cái bô phải lại. Thay nè. Rồi vậy sao đi chào? Đi xe đạp. Xe đạp cũng hư rồi. Tôi gọi đi bộ. Đánh hoa. Mẹ nó kêu nó sủi, kêu nó sủi cái bô, mỗi nó đi mua cái bô vệ sinh nó gắn vô. Bố nít nó này á. Bà nội cha nó thằng này không quýnh nó không không có. Nó hàng ngày nào nó không thèo lần này nó không ăn tiền hay gì á. Cũng lên máu như này luôn rồi. Bây giờ sao? Còn giờ kiếm cái bồ kìa gắn lại tay. Mai mốt đừng có kêu nó nữa. Ai kêu? Nó la làm cái nghe nó kêu. Để cho nó làm. À biết cái thằng nó phá mà nó kêu. Ờ vậy đi kiếm cái bồ. Bố mày kêu
Bữa con gẹo mẹ đây nè, mẹ kêu cái gì không xài hư dục bác mẹ đi. Rồi, răng. Rồi, đó, cũng chống bài đúng không ai? Cái đó thôi rồi, không bán luôn. Đó, bán không bán, để lại mẹ không chửi, bán mẹ không chửi. Cái đồ tôi kêu mày bán nè, không bán. Để lên tin, không bán đồ của người ta mình đi bán. Thôi là tôi còn đi làm nữa đó, mà tôi mà ngồi chỗ chắc nó bán tôi luôn. Mẹ con bà bán, tôi với cha. Bán không, rồi đem ra đường, không ai mua đâu bán. Bán với cha luôn. Đó là giờ đi chợ đỡ cái bô này đi chứ. Chứ kêu người ta thay cái bô mới. Con dắt đi bộ, con ăn phạt cái mẹ. Trời ơi. Biết chạy mà. Làm gì đó, làm gì đó. Lên xe làm gì vậy? Ngã. Làm cái gì á? Trời ơi. Ba gặp công an đúng không? Nó bắt ba vô, nó kêu là ủa, tại sao bắt tôi? Nó kêu là ba không có cái bô, thì ba tháo cái bô ra nè, ba tháo cái bô ra ba đưa cho nó. Đưa cái đó đầu đâu hả? Trời ơi, cái này cũng là cái bô rồi. Trời đất ơi. Sửa lại cho ổng đàng hoàng đấy. Sửa cái bô hư rồi. Thôi hư. Ừ, kiếm nhau ra chứ. Ông không có chuyện hề mà làm chuyện hề luôn á. Này, cho anh nhịn đói luôn. Trời ơi, giả ơi, cái bôi em dục đây nè. Sao nè, mình mới bị chết. Trời ơi nè. Chửi đúng á. Chửi đúng. Chửi má. Chửi má. Gắn vô cho tôi. Cái vậy? Gắn vô. Gớt cùng gì vậy? Trời ơi, chứ nó gắn nữa, thôi. Vậy chứ nó thao nó gắn chứ nó thao bắt người khác gắn nhau biết con biết được nhiều quá con không biết được đâu gắn con không biết được đâu gắn ba mẹ mà tháo rồi mà mày không biết nữa hả thì con biết tháo con biết nè làm gì ba chở vô đây rồi đi xuống năm rưỡi chở đẩy đi chở hả bà nội mình bà làm gì ăn được có theo á ủa cái này giống cái chị kè nó mới kè nó có kẹt được không? À, cái gì? Cái ai chút gì bắt cho nên nó nói là đúng rồi. Thôi đi rồi quá. Mệt quá. Rồi cha. Rồi gắn ra. Đỡ xuống dưới tiệm rồi kêu người ta gắn lại chứ tôi biết gắn không? Ở đây hả? Có tiền nữa nè. Đưa vô đây nè. Tôi quên nhìn kêu đưa đó. Phá kêu con làm giùm rồi chửi nữa. Giùm muốn có nội mày. Con có làm sai gì đâu. Trời ơi. Nó gắn vô không biết được gắn. Mày nha mày. Cha. Cha nè. Cha. Cha đâu à. Ở ngoài tổng bể đầu gì đó. Tao lên xe đi mẹ. Mày chưa. Mày chưa. Trời ơi. Trời. Trời ơi. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Mày lại người ta hả? Con lấy xe xuống con rước chở vậy? Được không? Được rồi, tôi gác xong đây. Nói mà bà gác, bà ngồi trên xe đi, tôi đẩy bà. Nè, ngồi đi. Như đẩy xe tàu đó. Tôi đưa bà đi hướng gió. Leo lên. Thôi. Anh đèo cho. Thôi, càng đi lẹ đi. Buồn quá. Anh đèo. Nói thì bà cũng nói nhiều. Còn làm thinh bật chồng con thì tối ngày ở nhà làm thinh. Đi đăng cái thằng kia cũng lên đăng xong rồi tới ăn nữa. Đi kiếm thằng kia bà làm gì nó làm đi. Ở đây không đi tôi gặp cô nào. Cho nên anh nèo không? Nèo không? Nèo thì nèo nên. Bây giờ mình xin kết thúc video đây nha. Đó cho ba mẹ mình đi gắn cái bộ luôn nhau anh chứ mình cũng không biết gắn. Các bạn mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ 2K nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bye.